toàn thể quý vị khán giả thân thương đang đến với chương trình Lạ Lắm À Nha. Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi được phát sóng trên VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Và cảm ơn quý vị thời gian vừa qua đã yêu thương các bạn trẻ, đã ủng hộ chương trình rất là nhiều. Và thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng tôi lại tiếp tục giúp một phần cái sức lực để gọi là ủng hộ các bạn trẻ. Mong rằng các bạn trẻ với tiếng hát của mình sẽ đến gần với quý vị khán giả hơn. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ ba bạn trẻ. Xin giới thiệu An Ly. Bây giờ mời An Ly chúng ta sẽ chào quý vị khán giả nha. Dạ, lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến anh Trường Giang và tất cả các bạn có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Lời chào thân thương nhất. An Ly là lần đầu tiên tham gia chương trình truyền hình hay như thế nào? Dạ, trước đây em cũng có tham gia một vài chương trình game show, nhưng mà tham gia dưới dạng nhóm hát. Nhóm hát, bây giờ là mình tham gia một chương trình mà lần đầu tiên được hát song ca với nhân vật Bí ẩn bên kia bức tường, đúng không? Dạ. Thì cũng có rất nhiều bạn trẻ cũng đã từng tham gia nhiều, nhưng phải đến chương trình này và song ca với một nhân vật bên kia bức tường. Dĩ nhiên, đó là một người nổi tiếng và được nhiều người yêu thương. Và cái bản song ca đó vô tình nó chạm được đến quý vị khán giả thì họ thích, và từ đó thì sẽ có nhiều cơ hội hơn. Thì hy vọng là mình sẽ có bản song ca thiệt là hay và sẽ có nhiều bước tiến mới trong con đường ca hát của mình. Không để em lẻ loi một mình, chúng ta sẽ mời tiếp ra sân khấu này một nhân vật nữa, đó chính là Ngô Anh Đạt. Lần đầu tiên thì cho Ngô Anh Đạt xin gửi lời chào đến chú Trường Giang, các quý vị khán giả trong trường quay cũng như là tất cả mọi người đang xem chương trình Lạ Lắm À Nha, một lời chào yêu thương nhất ạ. Dạng dĩ ha, có vẻ dạng dĩ ha. Dạ. Đã từng tham gia nhiều chương trình chưa? Nếu mà nói về chương trình về âm nhạc thì con từng tham gia rồi. Còn nếu mà về game show thì đây là lần đầu tiên có cơ hội đứng tại chương trình Lạ Lắm À Nha. Những lần đầu tiên nó luôn bỡ ngỡ, nhưng mà đó cũng là một trong những bước đệm đầu tiên để mình tiếp cận với khán giả nhiều hơn. Dạ. Biết đâu được sau chương trình này mình có một bài mới nào đó hay thì hay, mình giới thiệu khán giả nói, cái cậu này Lạ Lắm À Nha, bữa hát cũng hay lắm nè, thì người ta lại thương mình. Hy vọng khán giả sẽ thương hai bạn trẻ của chúng tôi. Và thưa quý vị, lúc nào cũng vậy, chúng tôi luôn có ba khách mời. Và ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu một bạn nữa. Chúng ta vỗ tay cho Giang Shirley. Một lời đầu tiên thì Giang Shirley xin phép được gửi lời chào đến chú Trường Giang và tất cả các vị khán giả đang xem trường quay và tất cả những vị khán giả đang xem qua màn ảnh nhỏ của chương trình Lạ Lắm À Nha. Mình có thể giới thiệu sơ lược về cái concept mặc đồ của mình ngày hôm nay được không? Dạ vâng, concept mặc đồ của con hôm nay sẽ liên quan đến bài hát của con rất nhiều. Hoa. Hoa. Con cũng muốn mình ấn tượng một chút. Con có bài hát nào mà được nhiều các bạn trẻ thích chưa? Bài hát mà để mang con đến gần với tất cả mọi người hơn là Hoa Tàn Tình Tan. Mình có thể hát một hai câu được không? Con xin phép hát một đoạn điệp khúc được không ạ? Được. Hoa trên giấy không xương hoa vẫn nở, thương ai rồi dù chắc chờ vẫn thương, yêu anh quá nên em đành nuông chiều, cố ra vờ và mong anh hiểu thấu. Đúng, quý vị thân mến, đây là An Ly. Thì bây giờ chúng ta sẽ hỏi về cái tên An Ly có nghĩa là gì? Chữ N trong An Ly là chữ cái đầu tiên của tên thật của em. Là tên Nhi. Tên Nhung. Nhung. À, còn Ly là? Dạ, Ly là thêm vô cho nó nữ tính thôi. Không có ý nghĩa gì. Vậy sao hồi đó không lấy là ca sĩ Nhung Ly? Nhung Ly thì nó hơi kỳ không mọi người? Kỳ không? An Ly nó vừa tay vừa ta ha. Dạ. Bài hát được chọn, bài hát tên là gì? Dạ, bài hát Anh Đi Đâu Cô Ấy. Chứ cái bài gì nghe đó, nghe dân hiến quá vậy. Yêu cô ấy đi. Nói về một sự tan vỡ. Thôi thì anh hãy hạnh phúc với người ta. Anh hạnh phúc là em cũng vui rồi. Đâu nhất thiết phải cùng nhau. Đúng rồi. Trong đầu anh nghĩ ra được ai rồi ý? Ai? Không nói được. Mình đứng nói thoải mái. Chắc gì mình nghĩ là đúng. Nhiều nghệ sĩ đã tới, cũng không trẻ mà rất là dày dạn và giọng hát rất là nội lực, đã tới chương trình này rồi. Anh Ba Ngọc Sơn cũng đã từng tới rồi. Chị Thoại Mỹ, chị Thanh Hằng, ví dụ vậy. Là những người toàn là huyền thoại thôi. Thì không có lý gì chúng tôi phải mời những người trẻ bắt buộc đâu. Vậy em mạnh dạn đoán chị Thu Minh. Wow. Nhưng mà mình chưa có hát mà.
Đi kể chứ. Chị Thu Minh hiện tại đang ở bên Australia, đang bận công việc với gia đình bên đó. Dạ không, em có xem một số nào đấy anh cũng nói như vậy. Đúng vậy, chị đã về tới Tân Sơn Nhất rồi. Và chị đang trên đường vào đây. À gì? Bộ đàm báo là chị đã mặc đồ đứng sẵn phía sau lưng rồi. Đây là một bộ đồ hình như của người Mông Cổ. Không biết có phải không nhưng mà rất là đẹp. Đây là một cái trang phục chúng ta chỉ để gọi là che đi cái khuôn mặt cũng như cái dáng dấp của nhân vật bí ẩn đầu tiên thôi. Chị cái quắc đẹp lắm ấy. Cái nét đi thì hơi giống chị Thu Minh nha chị nha. Hàm Hương, mặc đồ như kiểu Hàm Hương á chị. À ha, đúng rồi á. Chị này tóc ngắn hay tóc dài ạ? Tết tóc nha chị. Dài dài dài. Có phải người quan trọng nhất với anh lúc này? Cô ấy có phải người luôn làm anh thấy vui mỗi ngày? Cô ấy có từng đi qua sóng bão, có trân trọng những gì bên nhau, hay chỉ là đóa hoa về khuya? Chúng ta thấy Anh Ly đang cười rất là tươi ha. Anh Ly cười rất là tươi có nghĩa là đã đoán được rồi. Em trả lời luôn. Không chơi nữa, không hỏi gì luôn. Khỏi hỏi luôn. Sắp tới đây sau khi mở mặt nạ mình hỏi giả bộ thôi chứ mình cũng biết hết rồi, đúng không? Không, em chưa biết. Ủa sao nãy nói biết? Ý là em biết là biết theo em thôi, còn không biết nó có đúng không. Bây giờ chúng ta sẽ mời những vật bí ẩn đầu tiên mở mặt nạ. Nói chung hai đứa nhỏ đứng lên chào kiểu này có nghĩa là gì? Dạ, ca sĩ gạo cội. Thưa quý vị thân mến, đây là Ngô Anh Đạt. Năm nay nhiêu tuổi? 23 tuổi ạ. Quá trẻ, là sinh năm 2000 đấy. Sinh năm 2000 thì mình đã đến với ca hát lâu chưa? Dạ, năm 16 tuổi là con tham gia chương trình Giọng Hát Việt. À. Dạ, may mắn là đạt được vị trí Á quân. À. Thì ra là vậy, có nghĩa là hát hay đấy. Chương trình này mình chọn bài hát gì? Chắc là bài hát mà mọi người yêu thích nhất cũng như là biết từ Ngô Anh Đạt nhiều, đó chính là bài hát Cô Ấy Nói. Cái bài mà buồn thiệt buồn gì? Dạ, thực ra là nỗi buồn có rất là nhiều cách để cảm nhận. Còn với con thì đấy là một nỗi buồn đẹp. Đẹp. Vâng. Buồn đẹp bởi vì ca từ. Dạ. Thì hy vọng là quý vị cũng sẽ yêu thích bài hát này của cháu nó. Chưa có điều để bấu víu vào đúng không? Vâng, chưa thể bấu víu. Thôi thì gặp gỡ nhé. Ok ạ. Xin mời nhân vật bí ẩn số 2. Bộ đồ ít sáng ha. À, ok, rồi. Ít có lấp lánh lắm, mà cao xem xem cậu nha. Anh ơi, anh có để cho em biết tên để em đoán luôn được không ạ? Có cái gì vậy? Nào sao đành buông lời cánh tay, người ra đi bỏ rơi anh nơi này một mình đã. Chẳng sao đâu mình anh vẫn tốt, người đừng lo mọi thứ rồi cũng sẽ qua. Oh, oh, oh. Nghe có vẻ là rất dễ nhưng mà là dễ sai. Chứ không phải là dễ đúng đâu. Không có đẹp gì đâu mà hoàng tử trời. Ủa đẹp trai đẹp hả? Dạ đẹp. Cho bằng tôi được. Nói chung là đừng có làm quá. Và sau đây là nhân vật bí ẩn số 2, xin mời. Như vậy là sau 3 tháng không gặp mặt thì Tiến Luật đã thay đổi hoàn toàn về ngoại hình. Thưa quý vị thân mến, đây là Giang Choli. Thì đầu chương trình con có tâm sự là bộ đồ này nó sẽ trùng khớp với cái bài hát. Dạ. Là hoa. Hoa tàn. Hoa này tàn chưa? Không tàn lắm ạ. Không tàn lắm, hoa đẹp nha. Bài hát mang tên là Hoa Tàn Tình Tan. Khó dạ. Thì nói chung là đây chắc chắn là thế hệ trước. Mà quan trọng thế hệ trước thì con có rành nhiều không? Thực ra con cũng không biết nhiều ấy. Hơi khó đấy. Những thông tin vừa rồi là rất khó. Thôi thì chúng ta hát nghe. Phải hát dùng âm nhạc nhé. Nói chung ở dưới đây mà còn chưa biết gì thì ở trên đó coi như thua. Đây là những anh em cũng lớn tuổi ha. Mà còn không biết thì bé cháu sao biết được. Chuyến này khó. Khó. Ca này khó. Chả lẽ quá tam ba bận. Không, hôm nay khả năng là không ai đoạt được cái vương miện của chương trình đó. Hoa trên giấy không xương hoa vẫn nở. Rồi dù
chắc chớ vẫn thương. Yêu anh quá nên em đành nuông chiều, cố ra vờ và mong anh hiểu thấu. Hoàn toàn bế tắc. Ở dưới đây cũng bế tắc luôn. Anh em mình cũng bế tắc. Và bây giờ là nhân vật bí ẩn cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay. Lô gì? Trời.